và vòng nè của ca sĩ Băng Tâm. Em xin cảm ơn chị ạ. Khúc này và lời nói đầu tiên thì Băng Tâm xin kính chào quý thầy và quý sư cô cũng như Phật tử có mặt ở đây. Giờ mình hơi sớm thì chắc mọi người cũng đi làm cho nên là chưa có tới đủ. Thì thôi tâm nghĩ là bây giờ mỗi ca sĩ hát các quý vị mình có bao nhiêu mình ủng hộ được cho thật lớn hơn tinh thần cho hát cái được quý vị. Mình đang là rất là có nhiều chơi như quý vị ơi. Bây giờ thì bài hát này thì thật sự tâm không có mấy chuyện gì trước. Cho nên là được thầy thông báo là mọi người ở Vua Lan thì nên chọn mấy người thì chọn lại về cha mẹ hoặc là Phật. Thì tâm có hai bài hát và con xin phép ban nhạc được hát hai bài này với con cái. Mời quý vị cùng nghe một nhạc phẩm rất là dễ thương, bài hát của Văn Tâm, Ca Dao Tình Nguyện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đúng rồi, đã diễn rồi, cũng không ca trốn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị thích đi tâm hết một phần thì mưa xuống rồi. Bây giờ thì tâm xin thay đổi tôi chút xíu. Ô chắc rồi trời hơi mưa rồi. Tâm xin ngồi trong nhà thấy tuổi người và những ngày hồi đó con cô chị Hải Vi trên video con họ này con ngoài nơi là đầy lắm. Hôm nay đã xin tết chị rồi cho em hát bài này của chị nha. Thank you.
dạ xin dạ lửa hết thầy. Quý vị biết là tâm cảm giác như về với gia đình những quý vị, cho nên là rất là thương Phật tử cũng như thầy cũng rất là quý. Thầy nếu mà quý vị thích nghe được tâm huống, nhưng mà tâm cảm xin phép chị MC, bởi vì không biết là thêm bài nữa nha cưng. Dạ dạ. Không có rồi à, bây giờ tâm tâm chị MC số đi vòng vòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
momentum thưa quý vị nó còn đang như thế này và mọi người rất là dễ thương. Quý vị có nhiều anh chị mua vé số rồi nhưng mà thấy giá học đi xuống thì cũng cố gắng mua thêm. Giống như giá học có nói là quý vị một tờ vé số thì sẽ có một cơ hội, nhưng mình mua nhiều tờ vé số thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Và cái vé số lần này cũng sẽ có rất nhiều những cái giải thưởng để mà gửi tới các anh chị. Chúng ta có tất cả là 5 giải khuyến khích, mỗi giải là 100 đô la. Rồi chúng ta có giải ba là 300 đô la. Giải gì? Là 500 đô la. Và chúng ta có giải nhất là một cái iPhone 15. Và đặc biệt là cái giải độc đắc thưa quý vị. Giải độc đắc là chúng ta sẽ có một lượng vàng 4 số 9. Nếu mà anh chị nào trúng lượng vàng đó thì trị giá của lượng vàng đó là 3.000 đô la. Cho nên thưa quý vị sẽ có 10 đầu.